Sáng ngày 6 tháng 3 2022, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Viện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp viện đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có các đồng chí đại diện đoàn khối doanh nghiệp thành phố, đại diện lãnh đạo viện đoàn thường niên, lãnh đạo một số phòng ban ngành của viện, lãnh đạo đảng ủy khối doanh nghiệp và 50 đại biểu đại diện cho hơn 120 thanh niên của các tổ chức cơ sở đoàn trong khối. Tại đại hội, lãnh đạo huyện đoàn thường niên, đảng ủy khối doanh nghiệp huyện và một số ban ngành của huyện đã tặng những bó hoa tươi thắm chúc mừng đại hội, trình bày báo cáo tổng kết chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thành, Bí thư đoàn khối khóa 3 nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của huyện đoàn, đảng ủy khối, sự phối kết hợp giữa các ban ngành, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của khối doanh nghiệp luôn được đánh giá là đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc toàn diện của huyện. Với tinh thần đoàn kết gương mẫu, đổi mới, cán bộ đoàn viên khối doanh nghiệp luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, tích cực tham gia phong trào các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục chính trị được Ban chấp hành đoàn khối quan tâm với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng. Đoàn khối đã chủ động tham mưu triển khai học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, 6 bài học lý luận chính trị của đoàn viên thanh niên, tích cực tuyên truyền và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực. Các phong trào do đoàn cấp trên phát động đã được Ban chấp hành đoàn khối tham gia có hiệu quả, như phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phong trào bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Các cơ sở đoàn trong khối đã có nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đã đảm nhận 10 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá hơn 20 triệu đồng. Đoàn khối đã động viên cán bộ đoàn viên thanh niên sáng tạo, đi đầu cải tiến tiếp cận công nghệ tiên tiến, cải tiến máy móc cho ra sản phẩm chất lượng tốt hơn với giá thành rẻ hơn. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được đoàn thanh niên khối triển khai thông qua các cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên. Thông qua các hoạt động, đoàn khối đã triển khai thực hiện có hiệu quả cả về bề rộng và chiều sâu, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện cống hiến trên bước đường lập thân lập nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp tăng trưởng ổn định, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên khối lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017-2022. Với các mục tiêu chủ yếu: 100% đoàn viên thanh niên được học tập các nghị quyết của Đảng, của đoàn, 6 bài học lý luận chính trị, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% cơ sở đoàn triển khai thực hiện phong trào sáng tạo trẻ, xây dựng tác phong công nghiệp trong thanh niên và công nhân lao động, hưởng ứng các phong trào hoạt động nhân đạo xã hội từ thiện do các cấp các ngành phát động, tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu giới thiệu ít nhất 10 năm đoàn viên ưu tú cho Đảng. Hàng năm các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa kinh tế xã hội, phấn đấu hàng năm 100% chi đoàn đạt khá vững mạnh, tỷ lệ thanh niên được tập hợp vào tổ chức đến cuối nhiệm kỳ đạt 90%. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Khoa, Bí thư Đảng ủy khối và đồng chí Vũ Sơn Hải, Phó Bí thư huyện đoàn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà đoàn thanh niên khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành các mục tiêu đại hội đề ra, các đồng chí đề nghị thời gian tới, đoàn viên thanh niên khối bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp, tích cực triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ để xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên khóa 4, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 đồng chí, bầu chức danh bí thư đoàn khối 4 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Thành, bí thư đoàn khối khóa 3. Kết quả, đồng chí Nguyễn Tuấn Thành đã trúng cử giữ chức bí thư đoàn khối doanh nghiệp huyện khóa 4. Đại hội cũng bầu 3 đại biểu chính thức dự đại hội thanh niên huyện lần thứ 26. Nhân dịp này, huyện đoàn Thủy Nguyên đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2017-2022.